Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết 9 tháng đầu năm nay thì quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chi vượt quỹ hơn 179 tỷ đồng, vượt trần gần 377 tỷ đồng. Nguyên nhân là do tác động của việc khám chữa bệnh thông tuyến được thực hiện từ đầu năm 2016. Trong 9 tháng năm 2016, tổng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh là 6.633 tỷ đồng, trong đó chi đến 2.507 tỷ đồng cho đối tượng đến từ các tỉnh thành khác. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, khi thực hiện chính sách thông tuyến khám chữa bệnh ở một số bệnh viện tại quận 2, quận Tân Phú, quận Thủ Đức, huyện Củ Chi, quận Bình Thạnh, bệnh nhân sống tại thành phố Hồ Chí Minh có hộ khẩu tại các tỉnh đến khám và điều trị bệnh tăng lên đáng kể và họ rất phấn khởi về chính sách này. Hiện số tiền vượt quỹ, vượt trần bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thanh toán cho các bệnh viện. Đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, từ chính sách khám thông tuyến, người bệnh được quyền khám chữa bệnh ở nhiều nơi nhưng vẫn hưởng quyền lợi của bảo hiểm y tế, trong khi hệ thống quản lý, giám sát chưa hoàn thiện, dẫn đến tình trạng một người đi khám bệnh lấy thuốc nhiều nơi để trục lợi. Nhằm hạn chế tình trạng bội chi quỹ khám chữa bệnh, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở khám chữa bệnh tìm mọi cách hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng vượt quỹ, vượt trần. Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu từ tất cả cơ sở khám chữa bệnh đối với cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc là yêu cầu cấp bách để góp phần hạn chế tình trạng này.